Cham cho nên sẽ rửa mặt như mọi khi, nhưng mà hôm nay mình rửa mặt với Lumi Spa. Không phải với Lumi Spa, tại vì Lumi Spa quá tuyệt vời, rửa thật và sạch rất là dễ, 2 phút đồng hồ thôi, tại cái này mất chỉ có 2 phút thôi, thì mình sẽ có 2 phút để rửa mặt. Rồi trước hết mình làm ẩm mặt nha. Hello Ái Hoa, Muối, Chị Phấn, hello Lan. À, mình có một người ở vùng Cherry Hill, 2 người ở Philadelphia và có Lan ở North Jersey. Đây là những chuyên viên tăng tốc tất đẹp và chia sẻ tất đẹp đây. Bây giờ mình làm ẩm ha. Thì theo những cái Lumi Spa mình có cái treatment cleanser nhé. Mình sẽ để trước, trước khi mình sử dụng để cái máy lên. Thì nhớ mình sẽ làm ẩm tập mình ha. Còn hơi khô thì giờ để lên cho ướt. Okay. Yeah. Lumi Spa mình xài được 2 lần trong một ngày nhé. Đây là cái gel. Okay. Đây là Lumi Spa. Ready chưa? Mọi người. Ok. Bây giờ mình start nha. Mất 2 phút đồng hồ. Mình chưa có order thì về. Yeah. Thì mình sẽ sử dụng rửa mặt bằng cái gì cũng được hết. Mà sẵn có cái Lumi Spa thì mình giới thiệu về Lumi Spa rửa mặt. Cái này ai xài cũng được hết. 8 tuổi trở lên là ok. Yes, vậy 8 tuổi hả chị hả? Yes. Mình mình coi cái booklet đó. Nó nói 8 tuổi trở lên là ok rồi. Em coi em rửa cho ông Khang, 6 tuổi em rửa cho ông Khang. Wow. Dạ, đây 6 tuổi rửa luôn. Đặc biệt là cái dụng cụ này một dụng cụ mà hai tác dụng mà cái 7 hiệu quả nhé. Yes. Mình nhờ cái này cho nên mình chuyên năng ở đây mình làm đó. Là một mình cũng hơi buồn ở đây, vừa làm vừa tác vừa học hỏi vừa chia sẻ. Rồi bây giờ tới cái phần facial spa. Đây là cái máy facial spa, còn đây là cái phần đất gel. Cái gel này đi chung với cái máy này, đặc biệt đừng đi riêng nha. Đúng rồi, xài cái khác được hay không thì người ta các nhà khoa học đã muốn đi chung với nhau thì mình không cần phải chế biến đi khác. Hai phút trôi qua nhanh thế. Quá nhanh. Ok, như mình là mình để thẳng cái keo này lên trên cái máy luôn. Giờ mình sẽ để đều trên cái mặt của mình. Để cái này 5 phút nha. Ok. Rồi, ready chưa? Ô, chị Phấn đã ready rồi.
Rồi, bắt đầu mình chơi cái chèo. Ok. Bắt đầu mình đi ha. Mình ok. Chèo lên cặp của mình. Rồi mình đặt chơi cái chèo. Mình sẽ đi từ ở trong ra và ở hướng mình đẩy lên. Đi cái này có thể mình đi 2 hoặc 3 lần. À, anh chị nào mà da khô có thể xịt cái môi trường mít để dưỡng ẩm. Số 4. Theo cái hướng này bảo đảm mình đi điều động thời gian thì mình sẽ có theo cái gương mặt của mình muốn nha. Ok, mình đi vào cái hướng mắt này ha, mình đẩy lên, đẩy lên. Tại mình có cái chiều hướng của mình lớn tuổi thì cái mắt của mình bị sụp á, mình đẩy nó lên. Rồi những cái này là thường thường những cái nếp nhăn nè, mình đẩy nó. Đẩy nó lên. Wow, chị Phấn ơi, em thấy chị Muối đẩy từ đó, chị Muối đi sát vào đó luôn. Chị Muối thấy nó như thế nào, chị Muối? Đọc chưa? Dạ, yeah, mình đưa nó ra hết những cái nước nhăn đó. Yeah. Mình đưa nó ra hết, mình sát nhăn rồi. Chị Muối mở to lắm à. Tại vì dạo này mình tập trung ở trên cái mí mắt á, nó sụm xuống quá, thấy con lằn à, bây giờ mình phải tập trung cho nó bự lên. Nhưng mà chị Muối không thấy mắt đâu. Như mình thấy đó, ví dụ bây giờ mình muốn cái mắt của mình mà nó bị sụp đó, thì mình như chị Phấn, à chị Muối là chị Muối tập trung vào cái mí mắt mình kéo nó lên. Dạ, yeah, mình giữ lại nó cho một hồi để cho nó lâu một chút. Để cho nó to lên. Với lại nó vừa giúp mấy cái trên cái chỗ đó, cái da nó dòm nó giống như là có mỡ đó. Yeah. Bây giờ nó cũng thon hết nữa. Yeah, nó phồng vòng á. Mà bây giờ em đi em tập trung lên cái đó, bây giờ thấy nó hết rồi, hết vòng vòng rồi. Wow. Ok, thì đó, ví dụ như giờ cái mắt của mình dưới cái mí mắt của mình mà nếu như mà mình bị bỏng nè, mình bị sụp nè, mà mình bị nhăn nè, thì mình có thể tập trung vô cái ở đó thì mình sẽ thấy rằng là cái da mắt của mình nó sẽ khác hẳn. Yeah, như là chỗ nào mình bị, mình muốn chỗ đó nó được khác hơn thì mình tập trung đó nhiều một chút thì nó sẽ đến khác liền. Ok, thì bây giờ mình hơi bị khô thì mình có thể giữ mình thêm một chút nha. Mình đặc biệt là đừng nên đi cái khi mà cái da mặt của mình khô, mình yeah. Để trên treo hoặc là mình dùng cái cắt. Yes. Ok, thì đó là bí quyết. Muốn có cái sống mũi cao lên thì mình tập trung hai bên mũi giữ lại cho nó ép nó vô thì nó sẽ đưa cái sống mũi cao lên. Wow, tuyệt vời chưa? Không cần phải đi botox phải không chị? Khỏi cần thẩm mỹ viện gì hết á. Cái máy này thẩm mỹ cho mình rồi, vừa rẻ tiền mà vừa tiện nghi ở tại nhà luôn. Khỏi có cần đi đâu hết. Mà nó tự nhiên đó chị hả? Khỏi có mổ xẻ gì hết trơn á. Ok, bây giờ mình đi sống mũi mình nha. Giờ mình lời khuyên của chị Muối là sẽ đi sống mũi của mình. Mình sẽ đi sống mũi của mình lên. Mình đi ở hai bên cái sống mũi đó, đi thẳng lên. Giữ đó là rồi bắt đầu đưa lên. Nó sẽ làm cho cái sống mũi mình cao lên. You welcome. Cái này mình cũng học lại của mấy chị thôi. Cái này là cái học hỏi. Uh-huh. Cái là lý do tại sao
khi mình vô đây á, mình vừa làm đẹp với nhau, mình vừa học hỏi, mình vừa chia sẻ đó. Mình học được mấy cái bí quyết hay, thành ra mình để ý mình tập trung vô đó thì mình thấy nó work very good. Bây giờ em chạy cái mắt á, nó nhỏ xíu à, giống như có một lần thôi, bây giờ từ từ nó to lại rồi. Em nói chị nói là bây giờ mắt mình không có nhỏ như hồi xưa nữa nha. Hồi lúc em mới gặp chị mắt nhỏ xíu à. Bớt đi cái nếp nhăn nè, mà còn một cái hay nữa đó là nó sẽ mờ đi những cái vết nâu, vết nám. Xong rồi hả ấy thôi, 5 phút trôi qua wow. Nào, nhanh vậy. Em đợi bắt máy em chạy như bay bay vậy. Thì đây là cái đợt đầu tiên, thì có người đi tới 2 lần tùy theo cái da mặt của mình được đi thêm một lần thứ hai nữa nha. Nhưng mà tại vì tụi mình đi thường xuyên cho nên tương đối cái da mặt của mình nó hơi chảnh một chút đó. Giống như là máy của mình cũng mới ngưng rồi giống như cao trên cái môi á, trên cái môi mình cũng hay cười cái này cái nọ, nó có cái nét nhăn đó. Dạ. Và em chạy đó lâu một chút á, ghét nó cũng không có nét nữa. Nhưng mà bữa nào khi nào mình làm biến chạy á, để lâu quá cái bắt đầu nó kia nha. Nếu mà mình chăm sóc nó đều đặn á, thì nó không còn luôn. Dạ, bây giờ thì sau khi mình lấy cái chất gel đó ra lần thứ nhất, tại vì đó là những cái dơ đó, thì mình sẽ để lại thêm một lần thứ hai. Ok. Dạ, các bạn xuống. Đi số 3. Mình để ý á, khi nào mà cái da mình nó mệt mỏi á, là mình đánh á, mình sẽ peel nó ra. Khi nào mà mình mệt mỏi á, cái da dơ quá hoặc là nó mệt mỏi á, là nó sẽ bị hơi ra rát. Nhưng mà cái mặt mình nó không đỏ nên mình chỉ peel vậy thôi, chứ mình không có bị đỏ mặt. Ok, ấn hoa. Tại vì nó vuốt nhiều hơn á. Ok. Giờ thì mình đi vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì mình bấm số 3. Nói đi nói lại hôm hổm em có nghe một câu chuyện của người chị chia sẻ. Nói nghe nói ở bên Việt Nam đó. Yeah. Đi vô thẩm mỹ viện tốn biết bao nhiêu triệu luôn. Mà đâu có quất bằng cái máy này của mình đâu. Yeah, cái máy này của mình đi lần đầu là mình thấy cái kết quả khác liền. Còn cái kia phải đi 6 tháng chờ. Tốn biết bao nhiêu luôn. Mà 6 tháng chờ chưa chắc là được được cái nữa. Cái máy này của mình xài liên tục là ít nhất phải là 3 năm nha. Mà mình vẫn xài. Mà xài 3 năm rồi chứ nè. Dạ, 3 năm đó. Nó đang bình thường đâu có bị gì đâu. Hồi mình xài dữ lắm. Mình xài cho nhiều người lắm á. Ok nha, hồi nãy như chị Muối chia sẻ. Thì giờ bây giờ cái hướng miệng của mình nó là mình cười nhiều, nó có nhiều cái vết nhăn á. Thì mình tập trung mình đi ở đó. Mình nói thật ra là khi mình xài cái máy này một thời gian sau á, gần như cái nếp nhăn nó không có nhiều. Cho nên bây giờ mình đánh theo cái kiểu mình muốn đi. Bây giờ mình muốn cho cái mặt mình chữ V nè, tập trung đánh cái càm chữ V nè. Tại vì đó là cái thời thượng rồi. Mình đánh nó lên để cho cái phần này nó bị xệ, nó căng lên. Nó không có bị bụng. Chị ơi, em thấy cái gương mặt của chị em mình như đang vi xếp rồi đấy. Có mỗi gương mặt em mà nó tròn rồi. của mình chưa đâu nha. Bây giờ mình đang tập trung chỗ khác, mình không có tập trung cái V-shape đâu. Mình tập trung cái mắt quan trọng hơn. cái mắt mình nhỏ quá, mình tập trung cái mắt nhiều hơn. Dịnh nó lại, ép nó vô. Ép nó vô cái đấy nè, ép vô cái chỗ mũi, chỗ khóe mũi nè. Mấy anh chị trên mạng, nếu có máy lấy ra làm chung cho vui nha. Dạ, mình làm chung.
giờ mình cho cái chân mày của mình cao nè. Đó, mình tập trung vào chân mày của mình. Không mà em thấy chạy cái máy làm mì chung với lại cái này rất là tuyệt vời chị. À, em xài cái máy làm mì 2 ngày liên tiếp đó, thấy khác nhiều lắm đó. Chị Lan ơi, chị Lan chắc chị Miêu rồi không nghe. Chị Trinh xài cái Lâm Mi thấy sao chị? Lumi Spa hả chị? Hai hôm nay là em xài liên tiếp sáng đêm đó, 2 ngày liên tiếp á. Yeah, okay, chị. Em thấy nó rất là good. Rất là sạch, rất là thoải mái. À hả? Nó sạch sạch mà nó cái nhăn á em cũng thấy nó bớt nữa. Xài liên tiếp 2 ngày vậy, sáng đêm á. 2 lần một ngày. Mình thấy hơi nó hơi bị khô một chút xíu nha, mình chỉ có cho nó giữ ẩm. Của em cũng bị khô. Cái máy này thì cái da mặt mình nó không ẩm nha. Cái nhìn trước khi mình là chạy á, mình nhớ uống miếng nước á chị cho chị Trinh. Yes. Đó là cũng là một cái bí quyết khác nữa đó. Bữa nay mình uống nước không đủ nè, nó khô quá trời đi, nó khô nhanh quá. Hồi nãy mình cũng có uống nhưng mà không có nhiều. Chắc tại ăn cái cereal nó hút hết rồi. Hồi nãy đói bụng quá ăn cereal chắc nó hút hết rồi. Ham làm đẹp quá cho nên nghĩa là phải vô làm đẹp cho bằng được nữa. Ừ, uống không đủ nữa. Cái máy mình đi thường xuyên bữa nay nó hơi bị khô. Có phải chạy lẹ thế? Xong rồi các chị ơi, xong lần hai rồi nè. Wow, mau vậy. Nhắc nha. Cũng xong rồi. Nãy mình tính hỏi chị, chị xài cái Lâm Mi thấy sao chị? Chị Lan. Chắc tại mình bị khô quá chị Trinh. Trong vòng 2 giờ cũng xong rồi ha. Bây giờ tít có nghĩa là mình đã xong lần. Máy mình cũng ngân rồi. Tắt máy, bây giờ mình sẽ lấy cái chất keo ra. Bây giờ mình rửa xuống. Lần này thì mình lau cho thiệt sạch để lấy cho nó sạch rồi bắt đầu mình mới bắt đầu bỏ cái gel lên. Cái gel và cái mát này, gel mát này. Cái mát này mình sẽ lấy một cái chấm tròn trong lòng bàn tay của mình rồi mình massage từ 5 đến 7 phút. Relaxing, calm down. Khi mà mình massage cái này lên mình có thể calm down, relaxing, có thể ngồi nhắm mắt lại tận hưởng cái giây phút tuyệt vời này. Trong khi
của mình. Có nghĩa là mình vừa meditation inside và mình làm đẹp cái da mặt của mình ở bên ngoài nữa cả nhà. Hello chào anh Long Nguyễn. Rồi mình sẽ massage hết cả nhà. Trong đoạn này là nếu mà người khác làm cho mình, trong đoạn này em tê nhất nè. Mình làm cho mình một mình á, nếu mà mình làm mình đi từ từ á, thì mình cũng phê thôi. Nhưng mà người khác làm cho mình thì người khác làm á, thì nó lại càng phê hơn nữa. Lúc ở trên tiệm mình làm cho khách á, khách nó ngủ ngon lành luôn. Khách nó ngủ ngon lành luôn á. Tới khi mình giữa mặt xuống cái mát á, giật mình thức dậy, nó nói trời tao ngủ thấy ngon quá. Đang làm công đoạn bước thứ 3 của máy và bánh mì facial spa đang mặt xa. Rồi thì bắt đầu mình để cho cái gel nó khô một chút xíu, bắt đầu mình đưa nhà xả xuống ha. Mẹ anh chị phải là tinh thần ở bên trong. Thì lúc này ngoài những cái việc là làm đẹp với các chị trong câu lạc bộ thì mình có thể meditation ngay lúc này, ngay cái moment này. Hello chị Kiều Nguyễn. Hello chị Tiết Phạm. Chị Huyền Lệ. Chị Ngô Phương. Chào chị Duy Nguyễn. Hoàng Linh. Mung heo hả? Trần Thị Thuận Thiên và chị Lily Nguyễn. Trần Thị Thuận Thiên. Chào mấy chị khỏe không? Giờ này ở Việt Nam là chắc cũng trưa ha. Sau khi chờ đợi Việt Nam là trưa. Mấy chị cũng nghe mấy chị trong đây chia sẻ. Và em sẽ dùng kem dưỡng buổi tối. Vậy làm xong cái trị liệu. Rồi. Rửa mặt và trị liệu làm xong da mặt với máy Galvanic Spa. Rồi, em master qua lại là hôm nay em đã dùng gì cho tối nay. Khác biệt với những lần trước là em chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt cleansing soap. Là sữa rửa mặt này em rất là yêu thích. Nhưng hôm nay thì có một sản phẩm khác và mới em muốn giới thiệu và chia sẻ với cả nhà, là bởi vì sản phẩm này nó sẽ rất là tiện lợi cho những phái nam và những em bé tuổi teenager như con trai của em 15 tuổi. Nó rất là thích sử dụng cái máy này, là máy linh spa. Nó rất đơn giản, chỉ trong vòng 2 phút thôi mình có thể rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Và chứng minh rằng cái máy Lumi Spa này rửa mặt deep sâu về bề da rất là sạch, làm cho cái những cái đầu đen và những cái dơ bẩn lỗ chân lông nó sẽ khép lại và nó lấy đi những cái dơ ở dưới đó, và đồng thời nó làm cho da mình sáng và mịn hơn. Và ngoài ra thì cái máy Lumi Spa nó còn có chất eshop, nó làm cho cái da mình căng hơn và chậm, có những cái nếp nhăn hơn. Thì đó là cái máy rửa mặt trong vòng 2 phút một ngày của mình ha. Rồi sau đó em sẽ sử dụng máy facial Galvanic với cái trị liệu trong vòng 10 phút và để làm cho da của mình sạch đẹp. Em dùng cái này trong vòng một lần. Hello chị Tuyết. Em chào chị Tuyết xinh đẹp. Chị Tuyết khỏe. Em có một tuần để meditation làm đẹp với câu lạc bộ của các chị và em cũng muốn chia sẻ với cả nhà. Xin chào tất cả các anh chị. Và trị liệu thì cũng đã bước này là bước thứ 3, cũng đã xong. Thì bây giờ em sẽ rửa mặt sạch lại cái gel mask này. Mấy chị làm tới đâu rồi?
mình bây giờ đang lấy cái treo xuống, lấy cái mát, máy mình chắc bị đứng rồi hay sao đó, sao mình không thấy. Thấy không? Máy em sao thấy đứng im à? Ok, thì sau khi mình lấy cái mát, cái chèo mà. Rồi, bây giờ mình lấy cái treo xuống thì bắt đầu mình bỏ cái, mình xài cái kem dưỡng ha. Thì cái này không biết mấy chị có thấy mình được không? Cái này là cái chuvi. Cái này nó làm cho căng cái da mặt mình. Cái chất đàn hồi. Nó mình gọi nó là giọt nước thần. Thì nó là nó làm như là một giọt vậy đó. Mà một giọt mình xài nguyên cái mặt của mình luôn. Yeah, máy của em làm như bị frozen gì đó. Đâu có, chị đang quất mà chị. Quất không sao, bên mình thấy giống như nó bị đứng cái máy đó chị. Dạ, hình như em nó không biết có bị gì không. Bên mình thấy giống như bị đứng máy. Em thấy chị đang nhúc nhích là có nghĩa máy chị ok. Ok. Tại vì bên mình thấy cái màn ảnh nó không, không có đi, nó đứng im mà không có nhung nhìn. Không nhìn à? Bây giờ em đang bỏ cái chua phi. Bây giờ mình cũng đang bỏ cái này, nó sẽ giữ những cái nét mình hồi nãy vừa chạy máy đó lâu lâu hơn, nên giữ cho nó căng nó thật lâu hơn, căng nó lâu hơn. Công nhận xài cái Lamista thấy cái mặt nó khác hẳn hẳn hoi luôn á, mới có 2 ngày liên tiếp mà nó khác thiệt, khách đồ cũng cháy giới luôn. Mình chỉ xài có 2 phút à, một lần có 2 phút thôi. Ok, thì bây giờ mình đã tới cái phần dưỡng da rồi, thì có nghĩa là mình sẽ hết cái chương trình làm mặt tới nay. Thì nếu như các chị em nào có cái nhu cầu làm đẹp cho bản thân mình, làm đẹp cho người thân trong gia đình, hoặc là nếu mang vô để làm trong tiệm của mình để có thêm cái dịch vụ, có thêm thu nhập, hoặc là mình muốn nhờ cái máy này để mà kinh doanh, thì cứ liên lạc với tất cả chị em của mình trên đây. Chúng ta có thể cùng nhau làm đẹp, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kiếm một kinh doanh nếu muốn. Đây là một cái cơ hội dành cho các chị, các anh ở Việt Nam cũng là các mẹ bỉm đấy, là những người mà có con nhỏ đó. Cái này rất là thích hợp để làm việc. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Sẽ gặp nhau trong cái chương trình tuần sau, và có thể có nhiều điều lý thú hơn nữa để chia sẻ. Rồi, cảm ơn được nay. Rồi, good night mấy chị. Bye bye. Bye, chào các chị nha. I love you. Cảm ơn chị Trinh đã chia sẻ. Cảm ơn chị Hoa, chị Muối. Rất là dễ thương. Chúc mấy anh chị bên Việt Nam có một ngày vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Thank you for watching. Cảm ơn mấy chị. Rồi, good night, good night.